Ở nhà hôm nay thì Kanta TV tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn một cái kết quả hiệp 1 trận đấu giữa Dima IEC gặp Lan FC trong khuôn khổ là vòng 7 giải vô địch bóng đá nữ Bồ Đào Nha. Hiện tại bây giờ thì hiệp 1 trận đấu đã kết thúc và hai đội tạm hòa nhau với tỷ số là 0-0. Một cái thế trận hoàn toàn nghiêng về đội bóng đối thủ của Lan FC, đó chính là Dima IEC nha quý vị. Ở phút thứ 37 thì bên phía Lan FC số 18 đã bị trọng tài cho ăn một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Không biết vì cái lỗi gì, nói chung không phạm lỗi nhưng mà chắc có lẽ là do cái lỗi phản ứng. Nhưng mà trọng tài rất là nặng tay khi mà rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi cầu thủ bên phía Lan FC. Hiện tại bây giờ thì Lan FC đã chơi, thì đang còn chơi thiếu người. Mà một cái thế trận thì thật sự là lép vế hoàn toàn. Sau đó thì trọng tài ở phút thứ 45+1 thì trọng tài đã quyết định là rút Huỳnh Như ra rồi nha quý vị, để mà ưu tiên cho cái mặt trận phòng ngự và thay vào một hậu vệ Huỳnh Như ra để mà thay vào một hậu vệ để mà có thể nói là những phút sắp tới thì Lan FC sẽ chơi phòng ngự chặt chẽ để mà nhằm bảo toàn tỷ số không điều này. Hiện tại bây giờ thì thứ nhất là Dimaric là đội bóng được đánh giá mạnh hơn. Nếu như mà Lan FC họ chơi đủ người thì họ vẫn cứ đá một cái thế trận là không có đôi công được với lại là Dima IC. Nhưng lại bây giờ thì tới phút thứ 37 thì bên phía Lan FC lại chơi thiếu người nữa, thì buộc huấn luyện viên Pacheco của Lan FC phải thay Huỳnh Như ra và thay vào một cái cầu thủ là có thiên hướng phòng ngự. Và hy vọng rằng những cái phút sắp tới của hiệp 2 thì Lan FC sẽ bảo toàn được cái tỷ số là không đều để mà hướng tới một cái mục tiêu làm có được một cái trận hòa trong cái trận đấu với lại là một cái đội bóng được đánh giá mạnh hơn, đó chính là Dima IEC nha quý vị. Và bây giờ xin kết thúc video tại đây, xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay bổ ích thì quý vị và các bạn hãy tặng cho Thái TV một like, một comment, một share, một subscribe để cái động phát triển tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.